Gần một tháng nay, 7 mẫu nhãn quả của gia đình ông Đỗ Kỳ Nam ở hợp tác xã Nhãn Lồng Phương Thượng, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên chuẩn bị được thu hoạch, bỗng bị rụng quả hàng loạt, thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của nhà vườn. Nhãn rụng như trải thảm trên vườn. Số nhãn còn lại trên cây cũng bị sâu đầu, thối hỏng nhiều và vẫn tiếp tục rụng. Do nhãn không còn đảm bảo chất lượng để bán ra thị trường, nên gia đình ông Nam phải thuê nhân công nhanh chóng thu hoạch các chùm quả còn lại để đưa vào làm lòng nhãn. Lúc đầu gia đình nhà tôi là rồi cánh thợ ước lượng cái sản lượng ở bên trên vườn nhà tôi nó khoảng từ 50 đến 80 tấn. Thế nhưng mà đến bây giờ tôi mới thu được có hơn 20 tấn thì vườn nhà tôi gần như là hết nhãn. Thiệt hại như cái vườn nhà tôi năm nay trả tiền công tỉa, công bẻ, thuốc sâu, phân đạm thì đến giờ phút này tôi khẳng định gia đình nhà tôi là đang bị âm. Vụ nhãn này, gia đình ông Nam thiệt đơn thiệt kép từ 7 mẫu nhãn. Vừa mất sản lượng, vừa không đảm bảo chất lượng, giá bán mất một nửa. Qua kiểm tra của Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố Hưng Yên và Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Hưng Yên cho thấy, việc nhãn quả rụng và sâu đầu nhiều chỉ xuất hiện cục bộ tại một số nhà vườn tại địa phương, còn lại đa số các vườn nhãn hợp tác xã nhãn khác trong thành phố vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng nhãn quả. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do các nhà vườn này chưa áp dụng đúng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Người bán hàng tư vấn cho chúng tôi là phun cái này là hết sâu đầu. Ở tại những cái vườn có tỷ lệ rụng cao này là không theo loại thuốc mà cơ quan chuyên môn khuyến cáo. Cụ thể là cơ quan chuyên môn khuyến cáo để phòng trừ các cái đối tượng sâu đục cũ quả thì chúng tôi khuyến cáo phòng trừ bằng các cái thuốc đặc hiệu là Brevathon rồi Vitaco. Đối với bệnh xương mai phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu bệnh xương mai như là Amista, như là Phytosai. Đây là các thuốc đặc hiệu đối với bệnh xương mai. Các cái vườn nhãn người ta áp dụng được tốt các giải pháp thì mang lại cái hiệu quả rất là tốt và an toàn đối với môi trường. Đây cũng là bài học để các nhà vườn trồng nhãn nói riêng và người nông dân cần thận trọng tuân thủ theo hướng dẫn quy định của cơ quan chức năng, tránh tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chỉ theo thói quen hoặc theo tư vấn của cửa hàng bán thuốc, có thể ảnh hưởng đến chất lượng, thương hiệu nhãn Hưng Yên cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho các nhà vườn.